Tao với mày nữa đâu? Anh không đến sòng bạc của anh. Lính của anh trong 5 phút tôi cắt lỗ tai một thằng. Tiếp tục 5 phút trôi qua, cái gì anh cũng sẽ biết. Tôi đang ở sòng bài của anh. Được, mày ở đó đi. Anh giỏi lắm. Cục đen, bây giờ mày muốn cái gì? Tao muốn cái gì thì mày cũng đã thấy. Tao muốn lấy lại những thứ thuộc về tao. Mày có để lấy hay sao? Nè, không phải tao không cho mày một cơ hội. Nếu mày đánh thắng được thằng em của tao, coi như mọi chuyện tao sẽ bỏ qua. Thôi. Thôi, đủ rồi. Lần này tao tha cái mạng cho mày, vì lần trước mày đã tha cho thằng em tao. Cái mạng tao cần là của thằng Sung Ca. Nhưng mày, tao gặp lại một lần nữa, chưa chắc mày còn sống. Về tụi bay. Tùng Gấu, từ xưa tới nay tao với mày phân chia địa bàn rõ ràng, đất ai nấy sống. Tại sao mày chống lưng cho thằng Cọp Đen qua địa bàn của tao nó quậy phá? Giang Bò, anh nói cái gì tôi không hiểu. Từ khi tôi về đời tới giờ, tôi không còn nhúng tay vào chuyện giang hồ. Còn chuyện thằng Cọp Đen nó quậy phá anh thì anh phải đi tìm nó mà giải quyết. Còn tôi thì không có liên quan đến chuyện này. Thôi được rồi, nếu mày đã nói như vậy á thì để tao điều tra rõ ràng. Mà nếu mày là người thực sự chống lưng cho thằng Cọp Đen á thì mày đừng có trách tao. Mày nhớ đó. Về.
cậu bay đứng ngoài đi. Anh kêu tôi tới đây có chuyện gì không? Chú ngồi xuống đi. Mời chú. Dạo này chú làm ăn như thế nào? Vẫn bình thường thôi anh. Hôm qua thằng Giang Bò nó đến đây gặp anh. Thằng Giang Bò hôm qua nó gặp anh để làm gì? Nó đến đây nó hăm dọa anh. Bây giờ anh tính như thế nào? Anh không muốn nhìn thấy cái mặt của thằng Giang Bò nữa. Em hiểu ý anh. Em biết cách phải làm gì rồi. Đúng là thằng em của anh. Ông đúng là tên cáo già. Ông tưởng ông qua mắt được tôi hả? Thôi tụi mày đi về đi, ở nhà còn nhiều việc để làm lắm. Còn tao với vợ của tao á, vô chợ quan sát. Sao được anh? Anh với chị như vậy sao tụi em yên tâm được? Anh à, hay là để tụi em cho đàn em theo bảo vệ anh? Không cần, tao không sao đâu. Tụi bay về trước đi, tao muốn một mình với vợ tao. Nhắm chết mày nó cho tao. Thôi. Thì ra là mày, cục đen, mày chơi dơ lắm. Mày có ngon, mày đấu tới đôi với tao nè. Mày có biết hôm nay là cái ngày gì không? Là cái ngày mày đưa tao vô tù. Cũng là cái ngày thằng em tao nằm xuống. Ngày hôm nay tao sẽ đưa mày xuống để gặp nó. Mày đứa,
Cứ tiếp tục đi. Alo. Chú làm tốt lắm. Nhiệm vụ của chú đã xong. Bây giờ theo tôi, chú phải trốn khỏi Việt Nam. Tôi sẽ chuyển tiền qua cho chú. Số tiền đó cũng đủ để chú sống một thời gian dài bên đó. Khi nào tôi sắp xếp xong, rồi tôi cho người qua đón chú về. Anh kêu tôi đi chôn để tất cả địa bàn này đều thuộc về anh. Tông gấu, chuyện này là do mày ép tao. Tự mày chuốc lấy vào bản thân thì mày đừng có trách tao. Khuya rồi, mày còn đến đây làm gì? Em á, nghe tin anh bệnh, thân làm em út, không đến thăm anh thì ai coi em ra gì? Tao kêu mày trốn rồi mà, tại sao mày quay về làm gì? Tiếng nói của tao không còn giá trị nữa à? Anh nói vậy á thì tội cho em quá. Em tới thăm anh lần cuối, rồi em sẽ đi mà.
Tao khỏe rồi. Mày nghe lời tao. Mày trốn đi. Để tao sắp xếp vụ này xong. Tao sẽ cho người đón mày về. Thôi, đại ca cứ nghỉ ngơi đi. Đại ca em về. Mày tưởng tao không biết gì sao? Mày như tao trốn, tất cả địa bàn này sẽ thuộc về mày. Ra cái xã hội này không ai hơn ai đâu. Tùng gấu à, mày nhầm rồi. Thằng cọp đen này không dễ ăn đâu. Hello. Mày, em có sao không? Cọp đen, mày mà đụng tới vợ tao, tao giết mày. Sung ca, đúng là đại ca có khác. Xài tan hàng ngon. Mày không tới lẹ thì tao sẽ thịt con vợ của mày. Không những tao mà còn tất cả đàn em của tao nữa. Lần lượt thịt vợ mày. Cảm giác mày bây giờ thấy làm sao? Tao nghĩ chắc mày đang khó chịu lắm. Nếu mày khó chịu á thì mày tới đây tìm tao đi. Nhanh đi. Bye bye. Hẹn gặp lại. Nhanh nha. Mày à. Ngoan đi. Hôm nay tao sẽ cho vợ chồng mày gặp nhau lần cuối. Xử nó tụi bay. Sung ca, mày tới đây sẽ không có đường về. Ha 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 ha.
trong xã đoàn đi, trả thù cho anh. Và hôm nay em sẽ đưa thằng cọp đen xuống gặp anh. Đào Đại, cứ an nghỉ đi. Một ngày là anh em, mãi mãi là anh em. Đã đến giờ rồi, các em xuất phát. Cọp đen, vợ tao đâu? Mày muốn gặp vợ mày chứ gì? Được, tao sẽ cho mày gặp nó. Tao sảng khoái quá. Mẹ mày, thằng chó, vợ tao làm gì có lỗi mà mày giết cô ấy? Mẹ mày, mày có nhớ ngày này 10 năm trước mày đã làm gì tao không? Và hôm nay tao sẽ làm lại ý như vậy với tụi mày. Mẹ mày, tao tưởng mày về đời, mày làm lại từ đầu, ai ngờ mày càng uống sâu nữa. Được, mày muốn chiến, chiến. Chiến thì chiến mày, chắc tao sợ tụi mày quá. Chơi. Cả đời của mày cũng không bao giờ bằng tao đâu. Đứng lên mày.
Mày thấy làm sao rồi? Đứng lên. Tao thích chơi những trò chơi bạo lực lắm. Nhắc thứ hai, báo thù cho lão đại. Còn nhắc này, tao thay mặt tất cả anh em xã đoàn kết liễu mày. Anh An, sao anh bỏ tôi? Anh An! Xin lỗi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Về nhà thôi em.